anh đi gà chiến đâu ấy? Ra ra Tết vào chỗ nào đi kiếm mấy đồng nhẹ cho nó kiếm đi nha. Được. Được. Nghe không? Nghe, nghe, nghe. Hôm nào bắt đầu đi? 3, 4 đi ra hết Tết đầu đi. Hôm nào đi em muốn. Hôm nào em có nhu cầu muốn. Vâng, có gì anh em cứ em hú ra. Ok ok, thế là được rồi. 3 ngày đầu à, hú quay đầu được. Vâng, 6 tháng 3 này mày mình nhé. Một chào mấy anh em nhá. Vâng, không mấy anh em. Biết được mày đâu. F97 là đâu hả anh Trung? Bắc Cạn. Sao? Đưa để nó mở cái bài hát kiểu phối cho nó. Thôi thôi. Hey. Mùa xuân ơi.